Thưa quý vị, với mong muốn tạo thêm sản phẩm du lịch mới phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị để thu hút nhiều hơn nữa du khách đến tham quan và trải nghiệm, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi phối hợp cùng nhà hát cải lương Trần Hữu Trang giới thiệu chương trình tour tham quan vào ban đêm tại khu tái hiện vùng giải phóng chủ đề Trăng Chiến Khu. Tour tham quan lấy ánh trăng làm chủ đạo, tái hiện cuộc sống sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi sống trong vùng giải phóng. Thưa quý vị, đây là sa bàn tái hiện lại cuộc hành quân vào vùng Tam Giác Sát tại địa đạo Củ Chi. Đây là một trong những hoạt động nổi bật tại chương trình tour tham quan vào ban đêm với chủ đề Trăng Chiến Khu. Chương trình tour góp phần làm tăng đa dạng các sản phẩm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cũng như là lòng biết ơn đối với các anh hùng, đồng bào, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập và giải phóng dân tộc. Cảm giác đi vào ban đêm thì thật sự là nó rất giống với thực tế được xem qua bộ phim, và nó cho em lại giống như là một cái sự trải nghiệm chân thực, là như mình là một phần, là một người chiến sĩ, mình cũng tham gia vào cái cuộc đào đất cũng như là tham gia vào cuộc chiến. Cái tour này thì em thấy nó sẽ mang đến nhiều điều trải nghiệm tuyệt vời cho những du khách nước ngoài mà họ chưa bao giờ từng có thể trải qua làng quê của Việt Nam hoặc là những cái lịch sử của Việt Nam. Đối với người Việt Nam thì họ sẽ biết nhiều hơn về cái lịch sử của Việt Nam mình, cái hào hùng của dân tộc. Chương trình tour tham quan đã tận dụng các hoạt cảnh trung thực tại địa đạo Củ Chi, đất thép Thành Đồng, cùng với sự dàn dựng chuyên nghiệp, quy tụ hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, cán bộ tham gia. Đây thì phải là đi từ rất là sớm, trong đây nó không có điện nữa, là tất cả mọi người phải tự túc hết tất cả, nhưng mà tất cả mọi người đều rất là vui vẻ và không thấy mệt mỏi gì hết. Cái nhân vật tụi em muốn đem đến cho khán giả xem để hiểu hơn về những cái khó khăn ngày xưa của bà con khi mà chống giặc rồi làm việc. Chương trình tour tham quan lấy ánh trăng làm chủ đạo, tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi sống trong vùng giải phóng, với những sinh hoạt như cảnh người dân tham gia đào địa đạo đang lát dưới ánh trăng, cảnh thanh niên đăng ký tòng quân đánh giặc, xay lúa giã gạo, trai gái hò đối đáp nhau trên đồng ruộng, họp chợ, cảnh văn công về biểu diễn phục vụ bộ đội, du kích và người dân, hòa lẫn với tiếng bom, tiếng pháo, tiếng máy bay địch tuần tiễu, sẽ đưa du khách quay trở lại và hòa nhập vào cuộc sống của làng quê Củ Chi giai đoạn 1961-1964. Tour tham quan Trăng Chiến Khu được đưa vào thực hiện, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch mới phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị, để thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm. Qua đó, tiếp tục phát huy hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến hấp dẫn, an toàn, sống động.